Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tô màu sao cho đẹp nhất. Mình mong rằng trong quá trình mình tô màu, nếu các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh nha trời. Chị thấy mấy câu là hôm nay mình sẽ tô màu con gì nhưng mà nó lại vào đây nhìn nó loạn. Lúc nào chị nói thế đấy. Nhưng mà động nói thế nhưng mà sao nó cứ nhảy, mình nói này nó lại nhảy này. Giờ tình nói này luôn. Thế là mình sẽ dùng màu đỏ. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Mấy giờ xã nghỉ? 5 giờ hay sao? 5 giờ? Ừ. Đủ rồi, giữ đi về lấy cái nồi máy đen ra tiếp. Ừ. Về lấy. Nào, ra nghỉ em rồi. À, nghỉ lễ nữa, số ra tận sáng tuần đấy. Mai nghỉ lễ rồi. Mai thứ bảy. Người ta lại nghỉ mấy ngày lễ nữa. Sợ
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tô màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu cam. Thế là mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.